Và quá trời bọt luôn các bạn ơi. Quá đẹp, quá sạch sẽ. Các bạn thân mến, là mình vừa mới đặt hàng mua một cái bình rửa xe bột tuyết nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khui hộp và mình sẽ đánh giá cho các bạn xem cái hiệu quả làm bột tuyết của nó như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp. Thì cái sản phẩm này mình mua ở trên TikTok Shop nha các bạn. Thì các bạn nào mà có, các bạn nào muốn xem video muốn mua thì các bạn cứ comment, mình sẽ chỉ cho các bạn cái địa chỉ cũng như cái shop mà bán cái này ha. Thì mình đây mình không có bán cái này nha các bạn, mình chỉ mua sản phẩm mà mình đánh giá cho các bạn ha. Tại vì có nhiều người là sẽ đắn đo khi mà mình mua cái sản phẩm gì đó, thì các bạn thường là lên tìm coi những cái người đánh giá, thì mục đích mình như vậy ha, chứ mình không có mua, không có bán sản phẩm này cho các bạn. Đây là cái hộp đặc sản của hộp này. Đây là cái bình mà tạo bột tuyết và vật liệu là trong suốt nha các bạn, hình trong suốt, gồm một cái phụ kiện, gồm một cái khớp nối nè, cái khớp nối được trước mình sẽ gắn cho cái bình ha. Đây là cái bình, rất đẹp nha các bạn. Bình trong suốt nè, và nó có những cái bạch chia thể tích nè, để cho các bạn dễ dàng canh được cái pha trộn dung dịch của mình ha. Thì cái bình này, trong cái bình gồm một cái ống để mà để hút dung dịch á, gồm có cái cục nặng dưới đây, có cái lưới lọc nè các bạn. Đó, rồi tiếp tục mình sẽ khui ở bên trong đây. Đây là gồm có ủa, rất là nặng nha các bạn. Nè, cái thân này là cái thân vòi nè, cầm vô rất là nặng, rất là chắc cứng nè. Cái bình này cũng không có rẻ nha các bạn. Thì các bạn nào quan tâm chi tiết thì các bạn cứ comment đi, mình sẽ trả lời và chỉ cho các bạn mua cái bình này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ lắp cái bình này vô. Ngoài ra thì có một cái bình này, các bạn được tặng một cái khớp nối nhanh nha các bạn. Cái khớp nối nhanh này để các bạn nối vô cái súng xịt máy đưa xe để khỏi mà vặn ra vặn vô nha các bạn. Rồi thì đầu tiên mình sẽ nối cái khớp đực này vô trong cái thân cái vòi này. Đây, mình sẽ nối cái khớp này vô. Các bạn chú ý đây có cái ron cao su này, nó phải nằm đây nha, không có ron nó sẽ bị xì nước. Đây, mình sẽ dặn vô. Cái đầu này là đầu ren 14 nha các bạn. Rồi, dặn vô vậy là chắc cứu rồi. Rồi tiếp theo thì cái ống này mình sẽ nối vô đây ha, để nó hút nước từ dưới lên. Rồi, đã xong. Thì cái hàng sẽ nối vô cái bình này. Quay camera này. Đây, mình sẽ nối vô cái bình này. Cú rất là chắc chắn, rất là đẹp nha các bạn. Mình thấy là cái đầu này, cái miệng của cái bình này nó hơi yếu, cho nên các bạn khi sử dụng các bạn chú ý là để nó vào đặt đâu để nó gãy cái bình này cũng ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ pha xà bông BZ. Mình nay mình cũng chuẩn bị xà bông BZ, mình pha và mình sẽ rửa xe thử xem cái hiệu quả mà nó tạo bột như thế nào ha. Các bạn thân mến, là hôm nay mình sẽ làm một cái video, mình sẽ review là cái chai này nha các bạn. Cái chai này là chai xịt xà bông bột tuyết ha, mình mua trên TikTok Shop. Thì đầu tiên mình có xịt nước sơ qua để làm mềm cái chất bẩn này. Bây giờ mình sẽ xịt cái xà bông không chạm nữa ha. Mình pha với xà bông BZ ha, tỷ lệ là 150ml xà bông BZ và 500ml nước ha. Bắt đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ xịt đều xe nha các bạn, để coi nó như thế nào. Và quá trời bọt luôn các bạn ơi. Rồi, bọt kinh khủng luôn, bọt tiết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó ngâm chút xíu, rồi mình sẽ dùng cái cọ mình sẽ lau những cái vị trí nào mà
những cái ngóc ngách các bạn. Ủa, quá đặc rồi. Tại vì cái bông bê này không phải bông không chạm nên mình phải chạm lại thì cái bẩn nó mới tỉ lực nó mới ra được. Rồi, là như cái này mình xe đậu dưới gốc cây á, nhựa cây dính quá trời. Rồi sau khi ngâm chút xíu rồi, bây giờ mình tiến hành là mình xả nước lại nha các bạn. Xả nước lại ha. Thấy cái sản phẩm BZ này nó cũng hiệu quả, nó được 80% mặt còn 20% thì các bạn thấy có công các bạn kỳ cọ lại chút xíu thì nó mới sạch được. Những ai mà đi xe một cắn này cần các bạn đi xe đi mà như vô những cái đường mà mới làm á, nhựa đường nó bám đầy, tại vì là bên hông nó bám đầy lên cái này một cắn nó rất là dễ thấy nè. Thì cái đó nhựa đường với lại đậu xe những cái dưới những cái tán cây á thì nhựa đường nè, nhựa cây nó xuống nó bám đầy nè, nhưng mà cái đó thì xử lý đơn giản thôi, các bạn mua cái chai tẩy nhựa đường của ba em á, nó 100 mấy 120 nghìn thôi. Các bạn tẩy rất là hiệu quả ha, nó không ảnh hưởng tới lớp sơn xe nữa. Cái máy rửa xe của mình là cái máy rửa xe gia đình nha các bạn, rửa xe gia đình thôi, kéo dây từ trong nhà ra, thì từ trong nhà ra đây mình kéo 30 lít dây là nước nó ra, cái đầu này nó cũng mạnh. Các bạn nào quan tâm hoặc là muốn biết máy nào thì các bạn cứ comment cho mình ha, mình sẽ chỉ cho các bạn. Mình không bán những cái dụng cụ này các bạn. Nước rửa xe là mình thấy là mình máy rửa xe là mình không bán ha, chỉ là người sử dụng thôi. Nãy mình pha cỡ 500 ml nước thì nó hơi ít xe các bạn. Giờ để lần sau mình có kinh nghiệm mình sẽ pha cỡ 1 lít nước luôn. Lúc này xịt nó sẽ thoải mái hơn, xịt xong thì mình có thể lấy cái phần nước dư đó mình kỳ cọ nha. Những cái hốc bốn hốc bánh xe các bạn xịt kỹ. Xe nhà sạch kỹ chút xíu để xe nó được mới nó đẹp. Mình thì mình ít khi nào mang ra xe ra tiệm rửa chừng nào làm biết quá mình mới mang ra thôi. Tại ngoài tiệm á mình không biết là họ xài cái xà bông gì, rồi cái chất lượng của cái xà bông đó nó có ảnh hưởng đến lớp sơn của xe không. Đa số những tiệm thì người ta sử dụng xà bông không chạm ha. Mà bây giờ rất là nhiều những cái hàng trôi nổi, rồi hàng không có bao bì, không có chứng từ xuất xứ nữa, cho nên người ta làm rất là nhiều ha. Mà xà bông không chạm mà cái tách chảy rửa của nó rất là mạnh, thì nếu như mà xài những cái loại nào mà đều đều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái lớp sơn xe ha. Thì bạn rửa một thời gian thì những cái màu sơn nè, rồi những cái chi tiết ốc ác rồi nó sẽ mòn, nó sẽ bay màu hết. Lúc đó các bạn phải bỏ tiền ra để sơn lại chiếc xe nữa. Nên thôi mình quyết định là mình tự rửa và mình chỉ sử dụng là những cái loại xà bông nào mà nhiều người đánh giá và an toàn cho cái lớp sơn xe ha. Với lại mình tự rửa thì xe nó cũng sạch kỹ hơn nữa, tất nhiên là sẽ kỹ hơn rất nhiều so với ở ngoài tiệm rửa. Ra ngoài tiệm đâu thế nào mà xịt những cái hốc hắc như vậy được ha.
bốn hộp bánh xe xịt kỹ. Cái dòng xe sau này có một cái dở cái là cái bốn hốc bánh xe người ta làm bằng nỉ, mà nỉ thì nó mình vệ sinh rất là khó nha các bạn. Thà làm bằng nhựa không đi thì mình chà cái nó ra, còn này nỉ không biết chà sao. Nỉ mà chà thì tốn thời gian, tốn rất nhiều thời gian ha. Mà giờ hầu như xe nào cũng vậy, xe nào cũng làm bằng nỉ, nhất là cái xe CRV nha các bạn. Xe CRV điên thời gian là bốn hốc nó tự rụng ra luôn, bốn hốc bánh xe cái phần nỉ nó tự rụng ra, nó rất là dở ha, thiết kế dở quá. CRV cũng đâu có rẻ đâu, cỡ 1 tỷ mấy lăn bánh, cái xe cũng 1 tỷ mấy mà thiết kế rất là dở ha. Không làm bằng nhựa đi cho nó chắc, nó chắc chắn. Rồi xịt kỹ lại như vậy cũng là đã ấy rồi nha các bạn. Sau khi xịt xong thì mình sẽ tiến hành mình lau khô ha. Vậy là mình đã rửa xong chiếc xe của mình rồi nha bạn. Rất là bóng nè. Nhưng mà đánh giá cái xà bông BZ này nó cũng rút đó các bạn, quá đẹp, quá sạch sẽ. Rồi thì giờ mình đã nói chung là cái bình bọt tuyết cũng ok nha các bạn, cũng rút á, tạo ra bọt tuyết dày nè, với lại bọt mình á. Đó, sau khi mình rửa xe rất là sạch nè. Mình nói trước cái xà bông BZ này không phải xà bông bột tuyết, không phải xà bông không chạm nữa các bạn, phải kỳ cọ lại chút xíu thì nó mới sạch được nha các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment mình sẽ trả lời ha. Mình không có bán cái sản phẩm này cho các bạn. Rồi xin chào các bạn.